này ướp nhé. Đổ hẳn ra này ướp. Giềng xay sẵn. Tưởng là cho riềng mẻ mắm tôm luôn nhé. Tưởng cho riềng mẻ mắm tôm luôn. Cho một tí dầu vào đây, thử dùng. Nhiều cái gì anh? Để 2-3 thì nhiều quá. Không cho mẹ anh. À? Không cho mẹ à? Nhiều mẹ phải mắm tôm. Hả? Và ít mẹ phải mắm tôm. Nhớ mẹ đây. Anh thích chơi nhiều gì? Đây, đây buồn. Xào qua cho nó thơm xong rồi cho vào nồi áp suất om à. Bỏng. Để nhảy ngược đi. Để vùng vào om. Để nhỏ lửa đun 15 phút. Mở ra nước cạn bớt à.
bớt nhiều. Cháy. Không, cái này không cháy được, bây giờ anh thành như này không cháy được. Cháy thì cái miếng mỡ mỡ nào làm miếng nào, cái này nó mà nhừ quá thì nó không ngon. Vừa mới giấc tắt đi thôi anh nhỉ. Xong xuôi rồi nhé các bạn nhé.